Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi. Kính thưa quý vị thân mến, mở đầu cho bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi ngày hôm nay là tin diễn biến về cơn bão Magua trên khu vực biển Thái Bình Dương. Hiện nay, vị trí cơn bão Magua vào lúc 11 giờ ở tọa độ 14,37 độ Vĩ Bắc, 142,34 độ Kinh Đông, với sức gió đo được tính từ tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, khoảng 110-130 km/h, giật cấp 14. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 220 km tính từ tâm bão. Di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, hướng về Biển Đông của nước ta và đang có dấu hiệu tiếp tục mạnh lên. Dự báo trong 24-48 giờ tới, vị trí tâm bão ở tọa độ 16 độ Vĩ Bắc, 131,51 độ Kinh Đông, với sức gió đo được từ tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, khoảng 130-140 km/h, giật cấp 15. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 240 km tính từ tâm bão và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, hướng về Biển Đông của nước ta và tiếp tục mạnh thêm trong những giờ tiếp theo. Dự báo trong khoảng 48-60 giờ tiếp theo, vị trí tâm bão ở tọa độ 20,18 độ Vĩ Bắc, 125,36 độ Kinh Đông, với sức gió đo được tính từ tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15, khoảng 140-160 km/h, giật cấp 17-18. Bán kính gió mạnh giật cấp 6, cấp 7, cấp 8 trở lên, khoảng 280 km tính từ tâm bão, hoạt động gần đến ngưỡng của một siêu bão trên khu vực Thái Bình Dương. Với độ hoạt động rất mạnh, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, sau đó hầu như ít di chuyển và có thể mạnh thêm, hoạt động ngay trên khu vực Bắc của Biển Đông. Cách khu vực phía Đông Bắc của đảo Luzon khoảng 450 km và cách khu vực đất liền phía Đông Nam Đài Loan khoảng 400 km và có khả năng sẽ vào Biển Đông của nước ta. Hiện nay, một số cơ quan khí tượng đang đưa ra những cảnh báo nguy hiểm đối với khu vực Biển Đông của nước ta và khuyến cáo đối với một số nước nằm trong vùng nguy hiểm cần thường xuyên theo dõi. Mọi người cần thường xuyên theo dõi và có ngay các biện pháp để phòng tránh kịp thời. Thưa quý vị thân mến, vào đêm qua và sáng nay, ở một số vùng như Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và Tây Nguyên đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa tính từ 19 giờ ngày hôm qua đến 7 giờ ngày hôm nay, có nơi trên 100 mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như Hợp Thịnh, Hòa Bình 94 mm, Trung Thành, Hà Giang 110 mm, Hà Trung, Thanh Hóa 130 mm, Sơn Sơn Nam, Phú Yên 98 mm, Bông Ca Rang của Đắk Lắk 130 mm. Dự báo trong chiều tối và đêm nay, một số nơi ở Bắc Bộ, khu vực phía Tây Thanh Hóa, Nghệ An, khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Tây Nguyên sẽ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-60 mm, có nơi trên 80 mm. Dự báo trong chiều và tối nay, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, với tổng lượng mưa từ 40-60 mm, có nơi trên 60 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra dông lốc và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại vùng trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá là cấp độ 1. Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định ngày hôm nay sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 37 độ và độ ẩm tương đối thấp từ 50-65%. Từ ngày mai, nắng nóng trên diện rộng sẽ kết thúc ở khu vực này. Dự báo tác động của nắng nóng. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây ra hiệu ứng phơn nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể con người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp độ 1. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết 7 ngày sắp tới. Khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ đêm ngày mai đến ngày kia sẽ có mưa, từ ngày mai đến ngày thứ hai có mưa rào và dông rải rác. Còn tại một số khu vực khác từ đêm ngày mai đến ngày thứ hai, chiều và tối sẽ có mưa, mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa to. Từ ngày 30 đến ngày 3 tháng 6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết chi tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, riêng ở khu vực Tây Bắc có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ,
Ở vùng núi nhiệt độ từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, ở phía Nam có nắng nóng. Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Riêng ở phía Nam, nhiệt độ từ 35 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng ở phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc từ 30 đến 35 độ, có nơi trên 37 độ. Ở phía Nam nhiệt độ từ 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Thưa quý vị, tại Lào Cai, trận mưa vàng đã cứu hàng vạn hecta rừng có nguy cơ cháy cao do nắng nóng kéo dài. Sáng nay, một trận mưa lớn xuất hiện trong nhiều giờ đồng hồ trên địa bàn miền núi tỉnh Lào Cai, góp phần cứu hàng vạn chục hecta rừng có nguy cơ đang bị cháy do nắng nóng kéo dài. Đài khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết, ngày hôm nay do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, kết hợp với hoạt động của vùng hội tụ gió trên cao, các khu vực trong tỉnh Lào Cai có mưa dông. Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, sáng có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Vùng thấp có nơi nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy và sét khi trời có mưa dông. Gió Đông Nam cấp 2, vùng núi trời lạnh vào đêm và sáng sớm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ, vùng cao 28 đến 30 độ, thị xã Sapa 25 đến 27 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, vùng núi 20 đến 22 độ C. Sapa cho khoảng 18 đến 20 độ C. Trước đó đã có hai địa phương ở thành phố Lào Cai và huyện Bảo Thắng xảy ra cháy rừng trồng do nắng nóng nhiệt độ cao hơn 40 độ C khi gặp lửa bốc cháy dữ dội, thiệt hại đáng kể về diện tích trồng rừng của người dân. Sau đó ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã có công văn khẩn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có rừng, các chủ rừng, hạt kiểm lâm, các đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng, xác định phòng cháy chữa cháy rừng là trách nhiệm trọng tâm, không được chủ quan lơ là mất cảnh giác, kiểm tra giả soát lực lượng, phương tiện, dụng cụ phòng cháy chữa cháy rừng, sẵn sàng ứng phó với tình huống cháy rừng, các đám cháy có nguy cơ cháy lan vào rừng có thể xảy ra, chủ động bố trí kinh phí dự phòng của địa phương, các nguồn vốn hợp pháp khác để làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, chỉ đạo lực lượng liên quan tổ chức ứng trực 24 trên 24 giờ trong suốt thời điểm nắng nóng, bố trí các chốt chặn tuần tra kiểm soát chặt chẽ người ra vào, sử dụng lửa trong rừng ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, duy trì chế độ báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời. Còn tại Bình Định, cơn mưa vàng làm gần 1.000 hecta lúa vừa gieo xạ bị ngập nặng. Cơn mưa dông lớn sau thời gian dài nắng nóng đã giúp thời tiết ở Bình Định hạ nhiệt, nhưng lại làm gần 1.000 hecta lúa vừa gieo xạ ở địa phương này bị ngập nặng. Ngày hôm nay, Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cho biết cơn mưa dông lớn vào tối qua đã làm gần 1.000 hecta lúa vụ thu vừa gieo xạ từ 2 đến 4 ngày ở địa phương đã bị ngập nặng. Trong đó, hai xã bị thiệt hại nặng nhất là Phước Thắng ngập gần 800 trên 912 hecta lúa, xã Phước Hòa ngập 170 hecta. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước, ngoài yếu tố do mưa lớn kéo dài, tình trạng lúa vừa gieo xạ bị ngập còn do địa bàn đang thi công đập dâng Thanh Quang ở xã Phước Thắng nên việc tiêu úng gặp khó khăn. Để khắc phục tình trạng này, chính quyền địa phương đang phối hợp với nhà thầu, các đơn vị liên quan làm lại mương dẫn dòng để tiêu thoát. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết, những nội dung nổi bật trong ngày của bản tin 24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi từ cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!